Thông tin nhanh One P 1063. Dâu đen tấn công lò, lò đi trận lạnh toát. U là chơi, chơi là u. Ba ngày hôm nay liên tục ăn cưới online rượu nhây anh Tú. Rồi thì còn bị mono ú à, hết video này đến video khác. Hôm nay thì tác giả ổ đà cũng ú à, hết hồn chim én fan hâm mộ. Với những thông tin căng cực căng của One P chapter 1063. Một tân binh với chủy nã 3 tỷ Belly cùng bộ óc thiên tài nào đó đã từng phán một câu xanh dần như nè. Đông Bắc là hướng thẳng nhất. Hai thằng đần trung bày cứ tha hồ cãi lộn, ta không quan tâm. Vâng, dạ thưa các bạn, đó chính là anh hổ, lo của chúng ta. Khi chia tay hai thằng bạn đồng minh Luffy và Kid tại Hoàn Hợp Quốc, nhưng mà rời xa Luffy là bão tố, Ace đợi lo bên bờ lục địa. Lo và băng của mình đã đụng độ phải tên khốn dâu đen. Điều chúng ta cần lưu tâm nhất thì đây không phải vô tình hay vô ý gì hết. Thằng khốn đang thưa bụng lắm lông kia cố tình làm vậy. Hắn nhắm đến trác quỷ tối thượng OPOP của Lo. Ngoài ra thì chúng ta có một số thông tin vừa hot vừa hit khác liên quan đến kẻ mang năng lực băng. Vụ tấn công và bắt cóc Cụt Đình tại đảo Bánh, rồi thì nhóm Luffy tại hòn đảo tương lai. Ok, xin chào từ thành phố đến nông thôn, từ tiểu học đến đại học. Anh em đang làm gì thì cũng nghỉ tay xem ngay video của chúng tôi. Xin gửi đến lời chào thân thương, rực rỡ nhất. Chúng ta cùng đến với Spoil One Piece 1063 nhá. Chương 1063 có tựa đề Gia đình duy nhất của tôi. Trong trang bìa lần này vẫn tiếp tục là diễn biến tại đảo Bánh. Thứ đập vào mắt chúng ta hiện tại là băng giá. One Piece 1062, cả hòn đảo chocolate và cacao đều bị đóng băng. Lần này thì tới lượt Charlotte Cracker, đứa con thứ 10 của gia tộc chịu trùng số phận bị đóng băng. Tiếp tới, chúng ta nhờ anh cameraman Lia sang trái. Đó là Brulee, người con gái tứ hoàng Luffy từng bắn tim yêu thương trong thế giới gương. Minh nhân cành cây đang ngồi khóc thút thít, cô nói rằng Pudding đã bị bắt cóc. Đóng băng và Pudding bị bắt cóc, anh em có đang nghĩ cái mà thuyền trưởng Samsoi đang nghĩ không? Cựu đô đốc hải quân Aokiji chính là kẻ la mặt tấn công đảo Bánh. Như được biết trước đó thì cô gian chủ đích muốn gia nhập, hợp tác với băng hải tặc dâu đen và việc bắt cô gái bà mắt kia là để giao nộp cho hắn. Mình cũng đã đưa ra giả thuyết cho vấn đề này rồi. Vì việc khi Pudding mở được con mắt thứ ba thì cô có thể đọc được những thông tin trên phiến đá cổ. Đây là khả năng vô cùng đặc biệt của tộc bà mắt, thứ mà Big Mom luôn nâng niu. Trên cảnh tiếp theo là nhóm Luffy, Chopper, Jinbei và Bonnie đang được Vegapunk giúp đỡ. Họ thay những bộ đồ mới, quần áo của tương lai, trông chúng rất đặc biệt, chất được cất. U là chơi, nhìn Bonnie mỹ nhân mà xem, thơm và dai như kẹo dừa bên tre vậy. Còn Jinbei thì néo méo, ông mặc đồ phong cách Hawaii. Bản spoil thì chúng ta chưa thấy rõ, nhưng trên manga thì cực chất đó anh em. Nhìn Jinbei chắc thốn luôn nè. Một người cá mặc đồ biển, nhảy trên nền nhạc sashimi của Chipu. Họ gọi Kuma, một con robot cảnh vệ với quân phục, có một chút gì đó khác lạ so với bản gốc. Kuma cảnh vệ này đeo kính râm tròn, vai hiện rõ chi tiết máy móc, robot như được lập trình sẵn. Khách không mời mà tới thì tấn công thôi. Kuma phiên bản cảnh vệ lao tới nhóm Luffy không do dự. Luffy cũng thế, như hai võ sĩ lâu ngày chưa được đánh đấm vậy. Lao vào nhau mà trao yêu thương thôi. Bonnie cản thằng bạn lại, cô nói rằng Kuma là cha ruột của ta và gia đình duy nhất của cô, không được động vào ông ấy. Một đoạn hồi tưởng ngắn xuất hiện trong trang này. Hình ảnh Kuma là một người vui vẻ, ông đang ôm Bonnie khi là một cô bé vào lòng. Rất có thể những thông tin từ quá khứ của Bonnie sẽ giúp chúng ta biết được rõ hơn về con người của bạo chúa Kuma. Trong mắt Sabo cũng vậy, ông ta là một người hiền lành, trầm tính, nhưng đã bị biến cố lớn nào đó xảy ra để Kuma thay đổi. Ông ta bị gắn mác bạo chúa, một kẻ độc ác, tàn bạo trong quốc gia của mình. Sau đó, lại gia nhập quân cách mạng. Khó hiểu hơn cả là việc Kuma chấp nhận đánh mất cả bản thân mình để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của Vegapunk, mất toàn bộ ký ức tốt đẹp trước kia, trở thành nô lệ và phục vụ cho kẻ thù là đám chính quyền thế giới Thiên Long Tinh. Cá nhân mình thấy rằng Kuma là một nhân vật rất đặc biệt. Trên toàn phương diện ấy, từ quá khứ, hiện tại, vai trò tương lai, rồi đến sức mạnh cũng như trái quỷ Niki Niki no Mi. Đây là mảnh ghép tuyệt vời khi được hé mở. Cùng với đó là thân phận cũng như mục tiêu của Dragon, quân cách mạng. Sau khi chia tay nhóm Kid và Luffy, fan chắc sẽ rất buồn vì không biết bao giờ mới được gặp lại idol lo. Nhưng Oda said, bất ngờ chưa ba già. Chuyển cảnh đến băng hải tặc trái tim, lo đại hiệp và những người bạn. Và cũng xin nhắc lại một lần nữa, rời xa thẳng mên là bão tố. Bọn dâu đen hiện đang phục kích lo ở giữa biển, vẫn phong cách cũ, vẫn mấy trò dơ bẩn năm nào, ỷ đông hiệp yếu. Bốn đứa tao chấp một mình mày đó lo à? Để mà nói mà team dâu đen mà máu chó máu mèo, nào là chùm tầng 6 Impel Down,
những kẻ đồ tể cần xóa tên khỏi lịch sử loài người, rồi thì là kẻ sở hữu hai trái quỷ mạnh nhất hệ Loja, Paramecia. Ấy thế mà vẫn phải chơi trò lấy thịt đẻ người. Nhìn bằng trái tim, có mỗi ông thuyền trưởng là ra trò, còn đâu toàn bác sĩ đa khoa, bác sĩ thú y thôi. Đợt tấn công này, hắn mang theo đội hình 4 người, 1 thú, gồm Jesus Burgert, Dokiu, Van Ager và Stronger. Đáng sợ hơn cả, thì tất cả chúng đều mang năng lực trá quỷ. Dạ vâng ạ. Mới vừa tuần trước, mùng 6 tháng 10, bác Oda cũng như fan hâm mộ mới chúc mừng sinh nhật anh Lo. Vậy mà giờ thế đó, quà sinh nhật của ông bố đẻ Oda khét qua đi à. Bề nguyên những tên máu mặt của team lông đen như thế, bố thằng nào mà đỡ được đây? Mới trước đó, thằng lông đen tấn công mùa Hàn Cốc, cướp trái Mero Mero Nomi thì may mắn được vua bóng tối Rayleigh ứng cứu. Ai ứng cứu Lo bây giờ được nhỉ? Chả lẽ là tứ hoàng Buggy và những người bạn hay sao? Gia nhập tổ chức lính đánh thuê luôn. Lo cũng từng là cựu thất vũ hải mà. À đấy, thuyền trưởng Sam Soi cũng có một video phân tích chi tiết lý do dâu đen muốn trái quỷ tối thượng của Lo rồi. Anh em nào chưa xem thì nhớ xem lại nhá. Như được giới thiệu thì Dokiu ăn trái quỷ Shiku Shiku no Mi. Đây có thể hiểu là trái bệnh tật. Tên người dùng năng lực có thể truyền và lây nhiễm bệnh tật cho người khác. Quá là hợp lý phải không nào? Thằng cha Dokiu thì nhìn tật nguyền nhất chuyện rồi. Bên dưới Dokiu còn ngựa xấu xấu bẩn bẩn của hắn. Anh em ta cười vào mặt năm nào thì giờ cũng đã vịt hóa thiên nga rồi. Dâu đen mát tay quá. Nó được ăn trái quỷ ngựa thần Model Pegasus. Dành cho anh em nào chưa biết, Pegasus là một trong những sinh vật nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Nó là một thiên mã, con ngựa có cánh như chim đại bàng. Theo sử sách ghi chép lại thì Pegasus là sản phẩm của bộ đôi thần biển Poseidon và Medusa khi chơi trò sản xuất em bé. Tiếp đến là Jesus Burgert. Trước đó thì hắn tới Red Rosa nhằm cướp trái lửa Mera Mera Nomi nhưng bất thành. Thì nay hắn đã có trong tay trái quỷ của riêng mình, Riki Riki Nomi, cho phép hắn có sức mạnh bất thường. Vẫn chưa có đầy đủ thông tin cho lắm, có thể bác Oda muốn giấu hàng sức mạnh của băng dầu đen cho trận chiến với băng mũ dâm sắp tới nên không tiết lộ quá nhiều. Van Auger, tên xạ thủ số 1 của băng hải tặc dầu đen, sở hữu trái Wapu Wapu Nomi. Hắn có thể dịch chuyển tức thời, có thể nói đây là một năng lực vô cùng khó chịu. Nó là thiên địch của Zoom và khó chịu như thế nào thì tí mình sẽ đề cập tới. Vậy là xong phần giới thiệu rồi, giờ thì lao vào combat thôi chứ còn gì nữa. Được xíu xíu, Lo trốn đến một hòn đảo gần đó bằng năng lực trái quỷ của mình. Nhưng với một kẻ chân ngắn nhưng não không phẳng, Tít đang nghiên cứu rất kỹ trái OP. Vậy cho nên mới để Auger tham chiến. Nhờ năng lực Wapu dịch chuyển, hắn đã mang Burgers đến trước. Tên khốn này tăng cường sức mạnh đột ngột, nâng cả một hòn núi ném về phía Lo. Đọc đến đoạn này mà tức cả, tên khốn Burgers đã trâu bò thì chớ, lại còn được búp thêm sức mạnh vật lý từ trái quỷ. Mà đến con ngựa cùi bắp cũng sở hữu doan thần thoại ngựa, moe nó cày, bằng dầu đèn mạnh vãi. Lẽ ra tại trường Red Rosa, Sabo nên mạnh tay hơn nữa, cho thằng cha Burgers này hết đường để trứng luôn. Ba anh em nhà ASL này hiền quá thì đáng, đánh đấm toàn sợ đối thủ đau, sợ chúng bắt xe buýt lên thăm tổ tiên thì sao ấy. Nói một chút về năng lực dịch chuyển, như ở trên mình đã đề cập tới thì trái OP giúp Lo tấn công hay chạy trốn vô cùng tốt, giống như cách mà anh đã dùng khi gặp phải hai đối thủ cực mạnh là Doflamingo, Fujitora vậy. Giờ gặp trái dịch chuyển tức thời, coi như chiêu này của Lo phế rồi. Niệm thôi Lo ơi. Tiếp tới, Dokiu cưỡi chiến mã thần thoại Stronger, dâu đen đứng lên trên cả hai tên đó lao tới. Dokiu sử dụng sức mạnh trái quỷ của mình để biến Lo nhiễm bệnh trong giây lát. Nhưng Lo rất tỉnh và đẹp trai, anh sử dụng Haki của mình để phá vỡ thứ bệnh thật đó. Anh nói rằng, Haki mạnh có thể vô hiệu hóa mọi thứ sức mạnh từ trái quỷ. Ta đã học được rất nhiều điều từ trận chiến với Tư Hoàng Kaido và Big Mom. Ý nói rằng, với hai Tư Hoàng mạnh nhất đại trình này, ta cũng có thể cầm cự và đánh bại, thì lũ khốn các ngươi làm khó sao được ta. Một lời cảnh báo nhẹ với bốn con thú trước mắt. Sau lời đó, dâu đen đứng trước mặt Lo, dường như cả hai cũng đã sẵn sàng cho một trận chiến. Dâu đen nói, Kaido chắc hẳn đã có một trong số chúng, vì vậy ta sẽ lấy hết Road Poneglyph của ngươi. Lo, tới đi, người chiến thắng sẽ có được tất cả. Mình không nghĩ là Lo sẽ chơi khô máu chuyện này đâu. Dù gì đi nữa, bộ óc thiên tài của anh không phải là để trưng bày như cái thằng não cao su nào đó. Giống như việc của Hàn Cốc hóa đá hai tên đội trưởng bằng dầu đen và đám lính hải quân trước vậy. Cô làm thế là để đảm bảo đường lui cho mình. Dù có thua trận thì vẫn có con tin để phòng thân, giữ lại mạng sống. Còn trường hợp của Lo thì sao? Theo như đoạn thoại ở trên thì tên Đăng Thưa đang nhắm đến thông tin từ phiến đá đỏ, chiến lợi phẩm từ băng bạch thú. Vậy anh Luật vẫn có thể giao chúng cho dầu đen để giữ mạng sống, hoặc chí ít thì tìm phương án khác để rút lui. Chứ tôi là tôi không tin vai trò của Lo đã hết tại Wano đâu. Bác Oda không thể để Lo niệm nhanh thế được. Mà thằng khốn thằng Thừa ấy, giam đấm anh thằng Mên giao nộp cho hải quân, rồi đột kích bố Mên mới đẩy động vào vợ của Hàn Cốc, giờ còn đấm đá cả bồ nhí Lo của Lù nữa. Thù này không trả thì giang hồ nó khinh, phải không anh em?
Và đó là những thông tin mới nhất từ Spoiler One Piece 1063. Anh em like mạnh tay nhá. Sau đây sẽ là chương trình 3 chiếc bình luận may mắn nhất được lên TV và tặng 500 anh em bộ ảnh cực chất của Zoro nhá. Chỉ cần để lại Gmail bên dưới thôi. Bạn Dung Hòa Trần: nếu Lu ăn trá quỷ của Kaido thì sẽ sao với anh? Khi đó Kaido sẽ không còn là sinh vật mạnh nhất nữa. Có lẽ vậy. Tiếp tới là Nhơn Đức: hai tư hoàng dưới cùng một chỗ và dùng lưỡng long nhất thể để tạo thành Kaimon. Yêu cầu bớt xem giả thuyết online lại nha, lú rồi. Đi đâu Đài Loan: khả năng cao mẹ của Yamato cũng là mẹ của Dâm Long. Là sao nhở? Chưa loát kịp. Bạn nào giải thích dùm phát. Còn đây là bộ ảnh Zoro tặng anh em.